bốn quân giáp nắm được thời khắc hoàng kim, vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được mỏ vàng. Ngày 26 tháng 6 âm lịch, lắm tiền nhiều của. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống này ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn, cơ hội tiền bạc sung túc liên tục ập tới. Thế nhưng, trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau, có người may mắn ở cái thời điểm này nhưng lại nghèo khổ ở cái thời điểm khác. Và trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp gặp may mắn đạp trúng mỏ vàng đúng ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân. Đây là bốn con giáp vô cùng may mắn, làm đâu thì được đó, bất ngờ cuộc sống liên tiếp được thần tài gõ cửa. Cũng vì cái lẽ đó mà bản mệnh sẽ giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, bước lên làm đại gia giàu có nhất vùng thiên hạ. Nếu mà những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội thì sẽ chắc chắn trở nên giàu có đổi đời, tiền bạc phủ phê, tiêu xài không phải lo nghĩ. Vậy thì bốn con giáp đó là bốn con giáp nào? Và quý vị có nằm trong một trong bốn con giáp may mắn này hay không? À, xin mời quý vị hãy cùng Tử Thông tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi Tý. À, quý vị thân mến, trong ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân thì những người tuổi Tý được chính quan nó tương trợ nó giúp đỡ, vậy nên con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi tuổi Tý sẽ luôn nhận được những cái tin vui báo về, dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng. À tất cả những cái gì mà các bạn làm trong suốt thời gian vừa qua ấy, cũng đã đạt được những cái thành tích đáng mừng. Bên cạnh đó cái chính quan nó cũng sẽ mang lại cái năng lượng tích cực, mang lại cái sự tự tin cho những người tuổi tuổi tí trong thời gian này à, những người tuổi tí cũng sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng do luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ thêm nữa trong thời gian này à, lại được cục diện tam hợp nó nâng đỡ nên là nó cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội mới giúp cho những người tuổi tí có nhiều cơ hội để mở mang thêm kiến thức mở rộng cái mối quan hệ của mình cũng sẽ tìm kiếm được những đối tác những khách hàng đáng tin cậy và từ đó cũng sẽ giúp cho cái vận trình công việc nó được hanh thông thuận lợi khi mà công việc nó được thuận lợi rồi thì cái tiền bạc, tài lộc nó cũng sẽ kéo đến ẩm ầm, ầm với những người tuổi tí giúp cho các bạn dùng dính tiền tiêu mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp thân tí thìn nó còn sẽ giúp cho cái vận trình tình cảm của những người tuổi tuổi tí được soi sáng nhờ cục diện tam hợp nó nâng đỡ. Vậy nên những người tuổi tí hãy luôn cởi mở, đừng bao giờ các bạn tiết kiệm nụ cười. Đấy, chúng ta sống đừng vì những cái tinh uh, toan tính quá nhiều. À, quý vị càng vui vẻ bao nhiêu thì lại càng thu hút được cái mối quan hệ tốt đẹp cho tương lai bên cạnh đó cái cục diện tam hợp nó nâng đỡ giúp cho cái vận trình nhân duyên của những người tuổi Tý cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn những cặp vợ chồng thì sẽ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn khi mà cái tình hình tài chính thì ngày càng được đảm bảo những người độc thân cũng sẽ dần vui với những cái cuộc hẹn với những người khác giới hứa hẹn các bạn sẽ tìm được một nửa kia ưng ý trong cái thời gian rất gần đây thêm nữa lại được cục diện ngũ hành tương sinh thân kim sinh cho Tý Thủy Vậy nên được cục diện kim thủy tương sinh, vì thế mà cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Tý cũng được khởi sắc không kém. À, có thể nói đây là một trong những con giáp thành công mỹ mãn nhất nhì thiên hạ trong cái ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày bính thân này. Thì trong ngày hôm nay, bạn nào mà muốn mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh của mình ấy, hay là muốn mở rộng cái sự nghiệp thì cũng sẽ dễ dàng đạt được cái thành công lớn lao hơn nữa. À, tuy nhiên, những người tuổi Tý cũng không nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức các bạn nhé. À, các bạn sẽ nhận ra cái sự cố gắng kiếm thêm được một chút tiền ấy, cũng không gì hoàn toàn xứng đáng với cái sức khỏe của mình bỏ ra. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để các bạn cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của các bạn đã dần dần đi vào ổn định. Các bạn hãy chăm sóc sức khỏe bản thân đúng cách, đúng mực, tích cực luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ và làm việc cũng gì cân bằng giữa nghỉ ngơi và công việc nhé tránh để cho sức khỏe của mình nó bị xuống xuống dốc. À, trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân ấy, thì đó chính là những người tuổi Sửu. À thưa quý vị, nói chung ấy, vào đúng ngày 26 tháng 6 âm lịch thì những người tuổi Sửu sẽ gặp được cái vận may về tài lộc, khiến cho cái khoản tiền của các bạn nó ngày càng được gì? Tốt lên. Và trong thời gian này ấy, thì các bạn cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những cái công sức của mình bỏ ra trong suốt thời gian từ đầu năm đến giờ mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc thì đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải cái khúc mắc nào khiến cho những người tuổi sửu phải suy nghĩ cả. Bên cạnh đó, những người làm ăn kinh doanh thì có thể được xem xét mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh của mình và mở rộng cái thêm đối tác, thêm khách hàng. À, những cái mối làm ăn này có thể chưa đem lại cái lợi nhuận ngay lập tức, nhưng mà tương lai nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi sửu có được một cái vận trình tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì được có cục diện là kim thủy tương sinh nên là những người tuổi sửu sẽ đón nhiều cái tin vui và trong ngày hôm nay ấy, mọi chuyện hung thì đều hóa cát gia đình thì bình an vô sự và các bạn cũng được nâng đỡ những người tuổi sửu làm gì cũng sẽ được thuận lợi hanh thông bên cạnh đó như quý vị đã biết ấy, thì những người tuổi sửu là những người có ý chí luôn nỗ lực hết mình để vượt qua cái nghịch cảnh và họ có khả năng thích ứng rất là nhanh à, và trong cái ngày 26 tháng 6 âm lịch tới đây ấy, nói chung cũng vốn không phải là một cái ngày quá suôn sẻ với các bạn. À, tùy từng thời điểm thì cái người tuổi sửu ấy có thể là gì cũng phải trải qua những cái khó khăn, những cái vất vả. Nhưng mà ấy, bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự cố gắng của mình thì các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành công như mình mong muốn. Và đây cũng là một cái trong những cái điều mà những người tuổi sửu cần phải hết sức lưu tâm giúp cho quý vị đạt được cái sự hạnh phúc, may mắn và thành công đến với mình. Thưa quý vị. À, nói chung ấy, cuộc sống thì không phụ lòng người có công Những khó khăn, những cái vất vả Trong thời gian trước đó Thì trong ngày 26 tháng 6 lịch Cũng đã rèn rũa cho những người tuổi xỉu Cái sự bản lĩnh hơn, vững vàng hơn Nhờ đó mà quý vị có thể tự chủ cái số mệnh Gặp hung hoa cát và có nhiều cơ hội Để hưởng thụ những cái thành quả Và quý vị cũng sẽ có Một cái cuộc sống no đủ tràn đầy Cái hạnh phúc và thịnh vượng Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thì các bạn thấy đấy, những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ thân là lục hợp. À, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ trong cái ngày hôm nay cũng khá là ổn định. À, các bạn sẽ đủ đảm bảo các khoản thu chi cân đối, nên là không có gì phải lo lắng cả. Trong thời gian này, các những người làm công ăn lương ấy, thì cũng sẽ nhận được những cái khoản tiền dùng dính do là gì hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao vậy nên cái chuyện lương thưởng là cái điều mà khó tránh khỏi bên cạnh đó được cục diện lục hợp tị thân nó tương trợ giúp đỡ vậy nên nó cũng sẽ mở rộng các mối quan hệ của những người tuổi tỵ được hanh thông thuận lợi hơn à, các bạn đi đâu thì cũng có người yêu kẻ mến và được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong thời gian này quý nhân xuất hiện cũng sẽ giúp cho những người tuổi tỵ không ít những ít cơ hội nắm bắt được cái vận may về công danh sự nghiệp À bên cạnh đó quý nhân cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội làm ăn vô cùng đáng quý giúp cho những người tuổi tỵ có cái cơ hội phát tài phát lộc và đạt được cái sự thịnh vượng trong cái vấn đề về tài chính. À thêm nữa cũng được cục diện tị thân lục hợp nó nâng đỡ nên là cái chuyện gia đình chuyện yêu đương của những người tuổi tỵ cũng khá là tốt vợ chồng thì biết cảm thông thấu hiểu cho nhau sống thiên về cái tình cảm nói chung ấy những người tuổi tuổi tỵ trong thời gian này cũng có một cuộc sống vô cùng là hạnh phúc cái vận trình của những người tuổi tỵ cũng bất ngờ phất lên như diều gặp gió, cuộc sống công việc thì đều được hanh thông, những tin vui nó liên tiếp nó đổ về, nó giúp cho những người tuổi tỵ may mắn đủ đường, đúng không? Ạ? À bên cạnh đó trong thời gian này thì cái vận quý nhân của những người tuổi tỵ cũng đang gì, đang được tăng tiến do được cục diện tị thân lục hợp, thời điểm này xung quanh các bạn có rất nhiều người à giúp đỡ, vì thế mà quý vị có thể tận dụng cái thời gian này để mà gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Bên cạnh đó Nói chung ấy, công việc nó cũng sẽ đón nhiều cái cơ hội phát triển mới. Tình hình thì ngày càng ổn định hơn, các bạn cũng sẽ tự tin phát huy cái năng lực của mình. Cái sức ảnh hưởng của những người tuổi Tỵ trong tập thể thì ngày càng được khẳng định, à, được người trên, kẻ dưới kính trọng, ủng hộ, mở rộng các mối quan hệ, ngày càng được thăng tiến cao hơn. À, và từ đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng sẽ có những cái bước đột phá nhất định. Với những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì không phải nói nhiều, chắc chắn các bạn cũng sẽ có một cái khoản tiền dùng dĩ trong tay. Các bạn sẽ thấy cảm thấy tài lộc của mình nó được cải thiện một cách là đáng kể và đặc biệt ấy, những người kinh doanh buôn bán đầu tư thì cũng sẽ có một cái khoản tiền lợi nhuận đủ lớn đổ về. Bên cạnh đó, những người tuổi tị trong thời gian này có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và cũng sẽ thu được những nguồn lợi nhuận lớn hơn quý vị nhé. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ những cái thành quả mình đang có thì những người tuổi tị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ quý vị nhé tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi tuất À, thưa quý vị, những người tuổi tuất trong ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân ấy, thì được cục diện là thân rộng, tuất là tam hội. Nói chung ấy, trong thời gian này thì đường công danh sự nghiệp thì thuận lợi, lại có quý nhân tam hội nó che chở. À, những người tuổi tuất trong thời gian này có ý định là mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh hay là đi xa ấy, thì cũng đều được thuận lợi. À, vậy nên quý vị nên tận dụng cái cơ hội này nhé để mà mở rộng cái mối quan hệ của mình tích cực giao lưu gặp gỡ với mọi người xung quanh tích cực tham gia vào những cái hội nghị hội thảo để gì tìm kiếm cho mình những cái đối tác những cái khách hàng triển à, vọng và từ đó cũng sẽ giúp quý vị có một cái nguồn thu ổn định hơn bên cạnh đó lại được thực thần nâng đỡ nữa nên là những người tuổi tuất sẽ có tài lộc cực kỳ mạnh trong cái thời gian này tiền bạc dùng dính trong tay tài lộc thì thu về khá nhiều các bạn lại có lộc ăn uống có quả cáp tiền bạc cũng gì chi tiêu dư giả không cần phải suy nghĩ quá nhiều nói chung ấy, do những người tuổi tuất là những người làm ăn luôn chăm chỉ và dũng cảm chịu thương chịu khó lại có ý chí cầu tiến nữa nên là cũng gì cái chuyện giàu có là cái chuyện đương nhiên và cái thời gian này các bạn cũng biết người biết ta nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và những người mà gieo phúc thì sẽ gặt hái được những cái thành công từ cái sự tử tế của mình và được ơn trên văn lộc ấy, giàu sang phú quý cũng sẽ là chuyện nhỏ nhờ vậy mà trong thời gian này ngày 26 tháng 6 âm lịch à, trước bao sóng gió mùa vây thì những người tuổi tuất vẫn có thể bình tĩnh vượt qua những cái thử thách à, các bạn sinh ra là để làm những cái việc trọng đại càng có nhiều cái cơ hội cạnh tranh thì lại càng dễ đạt được cái thành công lớn lao hơn nữa à, trong mọi vấn đề các bạn sẽ đều nhận được cái sự ủng hộ và sự yêu thương từ gia đình và bạn bè về mặt sự nghiệp ấy, thì những người tuổi tuất cũng có à, được cái sự phát triển và những cái cơ hội ổn định, cái sự chăm chỉ và cái lòng dũng cảm của các bạn cũng sẽ được đánh giá cao và được công nhận. Đồng thời, những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được khen thưởng, trở thành những người có quyền có thế, cả đời sống uh, lẫn là vật chất đều được gì à, ổn định và có cuộc sống vinh hoa phú quý. Vì vậy, để bảo vệ cái thành quả của mình, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những gia chủ tuổi tuổi thìn à, những người tuổi thìn trong ngày hôm nay thì được cục diện là thân tí thìn là tam hợp bên cạnh đó những người tuổi thìn sẽ có nhiều cái cơ hội để mà thể hiện đầy đủ cái tiềm năng bản lĩnh của mình trong ngày hôm nay à, các bạn hãy tự tin sáng tạo các bạn sẽ có được nhiều điều mà các bạn đã mong muốn từ lâu à, cái nỗi lo tài chính trong thời gian này tạm thời cũng bị gác lại à, điều duy nhất mà các bạn bận tâm là trao dồi các kỹ năng công việc với cái khí thế hưởng như vậy lại được cục diện tam hợp là thân tí thìn nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên những người tuổi thìn ấy, không chỉ hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi hỗ trợ những người khác nữa. À, tuy nhiên ấy, trong thời gian này thì do cái cục diện quý nhân tam hợp nó tương trợ thì các bạn cũng nên tích cực mở rộng cái mối quan hệ của mình tìm kiếm những đối tác những khách hàng mới. bên cạnh đó cái cục diện tam hợp quý nhân nó xuất hiện nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình công việc sự nghiệp của những người tuổi những người tuổi thìn được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn. À, những khó khăn, những cái chắc trở của các bạn cũng sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời, giúp hoàn thành công việc đúng tiến độ và chính cái sự hăng hái nhiệt tình cũng như là được quý nhân tương trợ đó thì cũng sẽ giúp cho quý vị có được một cái công việc được hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Và trong cái ngày 26 tháng 6 âm lịch tới đây, thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi thìn cũng sẽ may mắn khi mà được cục diện ngũ hành tương sinh, à, thân tí thìn đúng không ạ? Và trong thời gian này các mối quan hệ nó cũng sẽ được rực rỡ hơn Mở ra nhiều cái sự tốt lành Khiến cho gì Nói chung gia đình là cái động lực để cho những người tuổi thìn dấn thân để vào công việc à, Bên cạnh đó lại được thực thần nó trợ mệnh nữa Nên là cái vận trình tiền bạc của những người tuổi dần cũng được khởi sắc hơn hẳn Những người làm công ăn lương sẽ có một cái ngày là gì Hanh thông thuận lợi, được lộc lá Và các bạn cũng cần không cần phải lo lắng về cái áp lực công việc đặc biệt cái thực thần là chiếu mệnh đâm ra là những người làm buôn bán kinh doanh thì cũng sẽ thu được một cái khoản lợi nhuận đáng kể về mình. Vì vậy trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận trình tiền bạc tài lộc cho mình ấy thì các bạn hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị trong ngày hôm nay ấy, thì đó chính là những người tuổi dậu. Những người tuổi dậu cũng may mắn được cục diện là thân dậu tuất là tam hội. Bên cạnh đó trong thời gian này ấy, thì những người tuổi tuổi dậu ấy, ấy có cái sự nghiệp được thuận lợi. Đấy à, nói chung ấy những cái mục tiêu những cái dự định mà các bạn đặt ra cũng đều được thực hiện một cách hanh thông và đem lại những cái thành tích đáng kể cho những người tuổi Dậu. Bên cạnh đó, trong thời gian này nhờ được cục diện là thân Dậu Tuất Tam Hội nó tương trợ nó giúp đỡ, vậy nên những người tuổi Dậu cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân, khiến cho nhiều cái rắc rối cũng được giải quyết một cách dễ dàng hơn. À, các bạn cũng có cơ hội chạm tay vào rất nhiều cái cơ hội vào những cái thời điểm khác để gặt hái được những cái thành công rực rỡ hơn. Một cái điều may mắn hơn nữa là cái năng lực của các bạn cũng được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Và những người tuổi dậu hãy tin rằng mình cố gắng bao nhiêu thì kết quả nhận được sẽ đặt ngọt ngào bấy nhiêu. Thêm nữa, lại được cục diện tam hội thân dậu tuất nó tương trợ mà công việc của những người tuổi dậu trong thời gian này cũng đỡ thị phi hơn nhiều. Nói chung, ấy, quý vị cũng được quý nhân song hành giúp đỡ. Vậy nên cái chuyện gặp gỡ, hợp tác với những người đáng tin cậy cũng sẽ đạt được những thành công rực rỡ trong thời gian này bên cạnh đó cái chuyện tình cảm thì hài hòa cởi mở vui vẻ và các bạn cũng sẽ dễ gặp được những người uh, như ý à, các bạn không cần phải cố gắng thay đổi bản thân và quý vị cũng gì chỉ cần tìm ra những người thích hợp với mình là được đó à, vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn vận trình tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dậu trong thời gian này cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi dậu nhé. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân. Và trong ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tý, Hai, tuổi xíu, 3 tuổi Tỵ 4 tuổi Tuất năm tuổi Thìn và 6 là những người tuổi Dậu đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn